Bây giờ nếu mà em làm một cái form mới để mình sẽ tạo ra cái phần có cái phần như kiểu họ tên này, xong mình tách thành họ riêng này, tên riêng này, và mình sẽ chuẩn hóa nó. Em cho một form mới cho dễ. Có thể copy này, paste luôn vào đây này. Đấy, trường hợp mình cái form mình giống nhau nhiều. Nhưng mà copy paste xong các em phải đổi tên nó đi, tạo nên là form chuẩn hóa là standard. Đúng không? Vì tiếng Việt là khác vốn cơ. Chuẩn hóa chấm cn này. Em copy được cái phần đầu kia nhá, bỏ cái đuôi cn đi, ấn enter này. Đấy, khi ấy này, em vào trong code này, bỏ cái form sin này, thay thế hết bây giờ nhá. Được chưa? Anh hướng dẫn mà em dùng Vnet trong phạm vi kiểu một cái đấy đâu, một hai đúng không? Bây giờ sẽ dùng cái phạm vi khác, em click Ctrl H để thay thế này. Đấy, đây là thay thế cái trên, thay thế cái cũ form sin bằng cái mới là cái gì các em điền đây, bằng cái này copy rồi, bằng form chuẩn hóa. Cái phạm vi thay thế là mình rộng hơn một chút, đó là on open document, tức là tất cả các tài liệu đang là mở. Hiện tại nó có hai cái form chuẩn hóa .designer.cs và form chuẩn hóa .cs. Em thay thế hai cái file này. Bây giờ tiếp theo là Vnet on, chúng ta được 6 cái. Để thử xem. Đó là cái cũ đúng không? Chuẩn hóa hai cái này. Rồi. Bây giờ chúng ta vào trong cái program này. Em muốn chạy form nào đầu tiên, các em vào cái file program.cs. Chỗ này application.dam new này. Tên form mình cần chạy, đây là các em muốn form chuẩn hóa, chọn form chuẩn hóa đây. Đó chạy chưa? Thấy chưa? Vẫn là cái form số ký tự nhưng đây là cái form khác rồi, vì cho anh chưa đổi tên thôi. Bây giờ đổi lại cái tag cho em xem. Từ cái file code các em muốn về file design khi chuẩn phải view designer hoặc là chip F7. Đấy, bây giờ cái tag mình đổi hết đi. Đây là chuẩn hóa sơ này. Chuẩn hóa là tên đi. Copy cái tag với thằng kia thằng nhanh. Đây là đầu vào chúng ta ghi là họ là tên này. Tên Việt Nam giải nhất bao nhiêu chữ một em? Bao nhiêu từ ấy? Bao nhiêu? Họ và tên này. Sau đó là tên thì họ đưa này. Họ này. Tên đệm này. Họ này, tên đệm này. Sau đó là sau đó tên chuẩn hóa cứ nhìn cái đó. Đây là tên chuẩn hóa này. Đấy, bây giờ chỗ này chỉ cần ít nút thôi, không cần nhiều thế này. Đúng không? Sau này chỉ cần hai cái nút thôi. Cần ở giữa. Giờ đặt nhanh này. TT full name này. Mid name này, nát name đúng không? TT nát name này. Tên đệm nó là mít là nên đúng không? Giờ này nên này. Sẽ còn một cái nữa. Còn một cái là tên. Tên không. Tên không là phân nên đúng không em? Đúng nhỉ, đâu tiếng Anh là gà. Đây là tên không này. Tiếng Anh nó ghi phân nên được. Ở đây sai thì chỉnh tiếng Anh sau. Không thuộc phạm vi. T-R-S-T name. Ok chưa? Bây giờ căn đều tất cả cái text box theo hàng, các em dùng một cái control này, cái tool chạy này, make vertical space, thấy chưa? Đấy. Cái bên này như vậy này. Nó sẽ lấy hai thằng đầu là mét giữa và tất cả các thằng ở bên trong sẽ căn đều nhau. Em nhìn chưa? Đấy. Bây giờ chỗ này mình ghi là chuẩn hóa PT standard. Bây giờ các em bắt đầu code này, chuẩn hóa ghi là TT T chuẩn đèn đang. Bây giờ các
Bây giờ mấy cái dưới này thừa nhiều quá, các em bôi đen cho hết đi. Nó cũng nhiều quá, khó nhìn các em kích chuột thải này. Chọn Ionin này, chọn Netflix này. Thấy chưa? Các bác xóa nhẹ nhàng. Bôi đen này, xóa đi. Upper, xóa đi. Đây. Tôi xong đặt tên nhầm rồi. FM cho má này. Đây đi. Full name. Giao diện xong, bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành code. Đầu tiên là bây giờ yêu cầu là chuẩn hóa họ tên này. Thế các em tách thành họ tên điện riêng bằng cách dùng cái FNIT trước này. Kêu chuẩn hóa này. Đây. Tên đan này. Để chuỗi đầu vào này. Là chương trình full name nhá. Tên tên full name này. Đấy. Tầm tách. Tên là chuẩn, tên đan là chuẩn. Đấy. Lấy ra full name rồi, bây giờ sẽ nấn một cái mảng, các em muốn tách hình từ từ nấn một cái mảng kiểu chuỗi như phần trước kìa. Ở đây mình hả? Bằng là chi full name này. Đây, xong là add finish ra. À, thế phải làm chuẩn hóa trước đã. Đây. Bây giờ các em viết một cái phương thức chuẩn hóa. Vừa đai viết thôi, chỉ cần trong phạm vi này, tạm thời các em chưa cần quan tâm. Và cái trả về của mình phải là kiểu chuỗi đúng không? Các em ghi kiểu trở về nhập sinh này. Chỗ này ghi mình là chuẩn hóa này. Ghi tiếng Việt cho dễ nhé, còn tiếng Anh ghi là standard này. Standard sinh. Đấy, mình cần một cái chuỗi đầu vào là kiểu nhập sinh này. SD input này, ok rồi. Viết xong mình chưa đi tơn thì nó sẽ gạch cái chân bên dưới này. Đừng có sợ hay thằng con đi tơn nó lỗ đâu, không phải xoắn gì đấy. Đấy. Bây giờ chuẩn hóa thì các em làm đơn giản là trước hết là mình dùng cái hàm cắt bỏ khoảng trống hai đầu. Đây. Cắt bỏ khoảng trống hai đầu sau. Và cái cán này là chinh input này. Input đây. Được cái là chinh input này. Chấm chim. Đây, có ba cái. Chim đầu tiên là cắt hết cái khoảng trống hai đầu, tức là cái dấu cách ở hai đầu sau ấy, trước và sau cả một cái chuỗi như này. Chuỗi là đây. Cách này, ABC này, XYZ các bạn để đây, cách ra. Xong cách dài dài ra. Đấy. Thì khi cái chuỗi này các em để có dấu cách hai đầu rất là dài nhá. Dùng hàm chim này. Đây. Đấy. Thì tất cả hai cái khoảng trắng này nó sẽ bị cắt hết. Đây cái bụi ngũ đen là cái cắt này. Nó chỉ còn lại cái chuỗi này thôi. Đấy. Các dùng một chim nó cắt hai bên đấy. Ok chưa? Chuẩn hóa vậy mình đã điều kiện thứ nhất là cái sâu của mình không chứa khoảng trống hai đầu sâu này. Và điều kiện quan trọng giữa đó là dấu cách không được thừa lớn hơn một cái, tức là các từ chỉ cách nhau bởi một dấu cách duy nhất đúng không? Để làm cái đấy chúng ta có thể nhiều cách. Ngày giới thiệu em làm phải dùng một cái kết hợp với đi và nét lúc trước. Chúng ta dùng vào làm while. Tức là trong khi cái chuỗi này nó còn chứa cái dấu cách đấy, là while, chính input này, chấm chứa. Như trước chúng ta dùng cái hàm con tên đúng không? Đây, giờ kết hợp của nhiều hàm với nhau. Cái dấu cách, chuỗi dấu cách em chỉ cần cách ra một dấu cách chuỗi được chưa? Mà bằng chu này, cái này bằng chu này không ghi được, ghi cho dễ nhìn. Khi mà nó chứa, đây là một dấu cách này, chu nhỏ đây nhá, hai dấu cách đúng không? Một, hai dấu cách này. Khi mà nó còn chứa hai dấu cách, tức là không thoải mái điều kiện là chuẩn hóa rồi, thì các em sẽ thay thế, mình xóa dấu cách được cách thay thế hoặc là mình ghi vào đây được. Đây, chinh input này, được cán là chinh input này, đây. Chấm đi vào nét, tức là mình thay thế cái chuỗi hai dấu cách này, hai dấu cách này bằng cái chuỗi chuẩn của mình chỉ một dấu cách thôi. Khi đó toàn bộ những chỗ nào cứ chứa hai dấu cách nó thay thế một dấu cách. Giả sử có các em có một khoảng 5 dấu cách chẳng hạn thì nó sẽ thay thế với 4 lần đúng không? Đầu tiên là từ 5 này về đặt đi một dấu cách còn 4 này, xong 4 3, khi nào về 2 thay thế lần về 1 là chúng ta được cái khoảng cái chỉ còn một dấu cách. Các em hiểu cái này chưa? Tức là cứ chứa hai dấu cách là nó thay thế. Rồi. Sau cái này thì hoàn toàn là mình có cái chuỗi chuẩn hóa rồi. Nhưng mà cái này điều kiện thiếu là các ký từ ký tự đầu tiên của mỗi từ chưa biết hoa, cái mình sử dụng dưới hoặc là nằm ở trên này. Nhưng mà có nhiều phần người ta chỉ cần là chuẩn hóa về dấu cách thôi, cho nên cái này chuẩn hóa của mình chỉ cần tên editor rồi.
và các em trả về giá trị của nó là return string input này. Ok chưa? Đấy, mình chuẩn hóa được cái ký tự rồi. Số full name này. Bây giờ các em thể viết hàm chuẩn hóa đây cũng được cho nó gọn. Chuyển tham số này tiếp. Nếu mà thấy khó nhìn các anh tách một cái nó dễ nhỉ. Bằng trinh bằng chuẩn hóa này. Đèn đa này là biết xong đây. Mở hóa đơn chuỗi đầu vào trinh full name. Ok chưa? Xong cái đoạn này thì mình sẽ có được cái họ tên chỉ có duy nhất một dấu cách khoảng cách được các họ tên với nhau. Nhưng mà người ta còn muốn là cái ký tự đầu tiên của mỗi từ cả nò văn sẻ thì chữ N viết hoa, chữ V viết hoa này, chữ X viết hoa đúng không? Còn các ký tự anh viết thường thì khi anh bị sẽ làm thêm một cái thao tác tách chuỗi như lần trước, thay vào một cái mảng chuỗi trên này, trên tay nhầm nên hả, bằng cái trinh full name .fnit ký tự cách của mình chuẩn nó cách ra thế là xong đấy. Bây giờ các em muốn gắn lại cho nó bằng cái phần là mà chuẩn, các em thể cho luôn cái tên chuẩn vào chuẩn hóa rồi. Đây cho một cái là trinh trinh là sâu chuẩn à, không cần gắn nữa, cho vào đây đi. Bây giờ gắn lại trinh full name này, các em gắn về rỗng chứ là đi xe về rỗng, sau đó duyệt cái mảng của mình vừa cắt được. Lúc này mình không phải no nữa bởi vì cái giá trị mình lưu trong cái mảng tôi đã lên rồi. Bây giờ các em chuyển mảng dùng for này hoặc for x, for dùng nhiều rồi nó chắc là chán chán đúng không. Bây giờ dùng for x nhá. For x này nó thuộc cái loại mà nó có string map, tức là đây các em di chuyển lên trên có biểu tượng là cái tờ giấy này nhưng bị nhon men kiểu thuật cắn ở bên dưới ấy. Đây các em chỉ cần chọn for x này, nhấn tab hai lần liên tiếp nó sẽ ra cấu trúc cho mình. Đối các em chỉ cần thay thế thôi. Cái ba đây là cái kiểu dữ liệu trong Kafka à, trong C#, nó sẽ chứa rất nhiều kiểu khác, nó bị cộng nên các em không cần giới hạn to thế, chỉ cần dùng kiểu chuỗi thôi. Đây là item, cứ để item được trong cái tập hợp của mình là tay name. Ok rồi, nó duyệt từng phần tử một trong cái này. Đấy. Sau đó này các em gắn cái này mình cho vào cái full name, xin full name mình cộng từng họ tên vào nhau, nhưng mà trước khi cộng mình phải là viết hoa cái ký tự đầu tiên đúng không. Đấy cho nên các em được cộng bằng này viết hoa là item này. Bây giờ kết hợp lấy ký tự đầu tiên thì có phải ký tự đầu tiên là không đúng không. Các em lấy substring thì không lấy một ký tự, hoặc là các em thể lấy luôn theo kiểu item này, theo kiểu mảng là index bằng không thì nó sẽ lấy luôn là ký tự không đúng không. Có nhiều cách để lấy ký tự đầu tiên, nó dễ mà. Nếu các em chỉ lấy một ký tự dùng cái này, nhưng nếu muốn luyện substring em dùng substring từ không này. Số ký tự cần lấy của mình ký tự trên chỉ cần một, em điền vào đây đấy. Và để viết hoa chúng ta kết hợp với cái hàm là upper đúng không, em chấm to upper. Trong này các em phải dùng chấm liên tiếp được, to upper lại chấm tiếp to lower được đúng không, nó là kiểu chuỗi mà, chấm nhiều này chấm tiếp được đấy, chấm liên tiếp này chứ chấm khi nào chán thôi. Đấy, trường hợp mình dùng nhiều hàm trường này các em chỉ cần lấy viết hoa các em chấm to upper thôi đúng không. Đấy, thế là được ký tự đầu tiên viết hoa. Nhưng mà các ký tự sau bình thường thì anh phải cộng cái đuôi sau của nó này, dùng item này chấm sắp được trình. Bây giờ là ký tự không mình lấy rồi, bây giờ lấy từ 1 đúng không? Hàng đầu tiên là không mình bỏ rồi, lấy từ 1, lấy sắp sinh từ 1 thôi. Có cần bao nhiêu ký tự không? Không cần đúng không? Lấy từ đầu về sau, chuyển từ 1 là được rồi. Và để dấu cách em cộng từ dấu cách này vào. Đấy. Thế là mình xong được cái phần này nhá. Dài quá nhỉ, cho xuống dòng đi. Phải không? Cái này chỉ có một câu lệnh duy nhất cho nên các em không cần phải nhấn nút begin end. Bồ đèn test rồi nha. Đấy. Căn là. Và trong nước quốc các em chú ý này, căn nền làm sao cho nó thẳng nhau theo phân cấp như cha con ông bà và cháu khác vậy, để sau mình sửa lỗi nó dễ. Để biết được begin này của end nào cái gì chuẩn nên nó xuất hiện này. Này không hiện này. Và các để ý này, khi mình làm thế này thì có sẽ có một cái dấu cách là bị thừa đúng không? Ở cái thằng cuối cùng là cái tên ấy. Để giải quyết cái đấy thì các em dùng cái hàm chim cắt nó đi. Đấy. Bây giờ chúng ta dùng chim gì hợp lý nhỉ? Chim full name này. Full name này, để gắn chim full name này. Chấm chim. Cái này cắt cả hai đầu này, cái end là cắt cái phần cuối cùng này, còn tag là cắt đầu tiên này thì bên trái bên phải này. Bây giờ các em dùng chim được, chim end cũng được, nhưng chim tag sẽ vô nghĩa đúng không? Chuẩn nhất dùng chim end gắn các phần cuối thôi. Bây giờ là TST nhỉ? Tên đa này. Chấm tay được gắn là trên full name. Bây giờ các em thì gắn lại cho họ được. Giả sử giờ là nhớ nhá, cái này mình đang là trường hợp là chuỗi chuẩn chỉ có 3 cái là dễ nhất, thì mình gắn được chính xác là cái tên đầu à, cái họ với tên cái tên cuối cùng thì được, nhưng cái họ đệm có thể nó là một cái 2 hay 3 từ thì mình tính sau đúng không.
Chứng mã nào cho trường hợp ba cái để mình biết chắc rằng chỉ số là 0, 1, 2. Thì cái tên cuối cùng là tên họ của họ, là họ này, tên nam này là chấm tay này. Trong cái lúc mình tách ra rồi thì cái họ là thằng đầu tiên đúng không? Chính là cái array name ở vị trí đầu tiên. Đây là 0. Thế còn cái tên của mình chính là cái first name đúng không? Chấm tách thì là thằng cuối cùng. Mà thằng cuối cùng thì các em phải dùng TET. Bây giờ chắc chắn nếu có 2 thì các em ghi là array 0, 1, 2 là thằng thứ 3 đúng không? Nhưng để tổng quát các em muốn lấy thằng cuối cùng thì em dùng luôn thuộc tính này của nó, array name chấm này này. Nó sẽ lấy ra được là cái thằng ở cuối cùng nhất, nhưng mà nếu chấm này như thế này thì mình sẽ bị lỗi, bởi vì là mảng của mình chạy từ 0 đến n trừ 1. Nếu tiền này thì nó có 10 phần tử, nhưng các em không phải nó chạy từ 1 đến 10, mình chạy từ 0 đến 9. Mình điền 10 vào tức là thằng 10 không tồn tại đúng không? Cho nên các em phải trừ đi 1 để đảm bảo nó cuối cùng. Trừ đi 1 ở đây. Chú ý cái này nhá, nhiều người bị nhầm cái này, chỉ có Pascal chạy từ 1 thôi. Còn trong C hay là Java thì cũng khác, phải chạy từ 0 hết. Đây. Thì chắc chắn là mình đã đọc tên tên là cái họ này, đấy cái tên của mình đúng này. Thế còn tên điện phần ở giữa. Phần ở giữa tạm thời nó có 3 cái các em thể lấy nhẹ nhàng là tính điện name này, chấm tách này, được tán bằng array name ở vị trí thứ 1. Thế này không? Bây giờ chạy thử xem. Hả? Nếu hai tên điện chúng ta dùng mảng. Giả sử bây giờ các em thể kiểm tra là trong trường hợp này là kiểm tra cái array chấm name này. Đây tên điện của nó thì chúng em là nhiều nhá. Ít này, array name này đúng không? Chấm name đến số phần tử hay là số tử trong đấy mà lớn hơn 3 đúng không? Khi hơn 3 thì chúng ta phải tâm điện này. Có thể lấy cái mảng riêng từ đây các em cộng vào, có nhiều cách. Đây, đi cái đèn thẳng nha. Em chuyển cái mảng đấy. Dùng for hả? Y chắc chắn có phải gắn từ 0 hoặc có từ 1 đúng không? Y sẽ nhỏ hơn ở đây nên này, chấm nang này, trừ đi 1 hả? Y cộng cộng. Sau đó các em cộng vào cái mảng này. Cộng kèm theo dấu cách đúng không? Đây, cái này dấu cộng. Cho dấu cách này vào. Khi nó sẽ lấy đúng cái tên này cho vào cái middle name này. Để đi xét nhiều lần ở chỗ này các em sẽ gắn lại là TNT middle name chấm tay này. Gắn bằng rỗng để đảm bảo mình người ta kích lần nữa thì mình đi xét từ đầu, không bị trùng lặp nhiều. Và chỗ cuối này các em sẽ gắn đi. Mà thôi, cứ để cũng được, không sao, một cái biến phụ. Bây giờ chạy thử nhá. Nò văn sảy này. Nò văn sảy hay đảo đất nhá. Mình biết sẽ được này. À, cho dấu cách đi. Đây, chuỗi đầu vào của mình là nung tung này. Rồi, được tính lên. Nò văn sảy này. Cách này. Hay đảo đất này. Đấy, tên của mình là đất đúng không? Thế còn cái họ là nò, bây giờ chuẩn hóa này. Cái họ là nò này, tên là đất này, tên đệm này. À đây, cái này bị nhầm đây. Chỗ này thì cần thay thế đây. Chỗ này ghi đang ghi là cố định là 1, cái em ghi là y này được. Cách này. Nò văn sẻ hay đào đất. Cách được chưa? Chuẩn hóa này. Cái chú chuẩn của mình sẽ là cái ký tự đầu tiên của mỗi từ viết hoa hết đúng chưa? Và cách nhau duy nhất của dấu cách đúng không? Cái chỗ này là anh không ghi cái phần chuẩn hóa nên nó sẽ ghi lỗ này. Các em muốn lưu cái chuỗi đấy có thể ghi ngắn lại cho nó. Đây. Cái đoạn chỗ sắp ở trên này các em để gắn lại cho cái phần kia. Đây. Từ cán bằng muốn chuyển hóa này em cho cái chuỗi lên trên này chuyển hóa này xong là cộng bằng 2 từ đấy cái này thôi đúng rồi. Không cần cán lại 2 từ cho biến phụ đấy trên là ST này đây là động bây giờ chạy lại nhé rồi xong cách ra này. Nò văn sẻ cách dài hay đảo đất cách dài này
đây cách dài này, thử nó này, thấy chưa? Ok, chưa được, gắn lại cho nó. Chỗ này các em có thể dùng cái trường hợp này, chúng ta dùng vòng for sẽ tiện hơn để chỉ số, còn trường hợp này đúng item hơi khó. Em chuyển thành vòng for. Đấy. For có cái chỉ số thôi. Không dùng for có nhiều cái hay, nó sẽ về sau code mình nó gọn hơn. Đầu tiên các em chưa quen thấy nó dùng nó hơi khó, nhưng quen rồi dùng lại thì thích. Lấy dụ đơn chỗ này vùng for nhé, thì dùng cái gắn lại chỉ số sẽ dễ hơn. Vòng for này đi nhỏ hơn ở đây lên này. Chỗ này này, đi vòng for này, đây. Chỗ này thay từ thay bằng ở đây. Nên căn xuống cách này, phụ in. Chỗ này các em gắn này, ở đây nên này, từ y này, từ gắn một ic đấy. Giờ chạy thử nhá, nó vẫn sẻ hay nó đất này, cách này, cách này, được chưa? Nó chuẩn hóa hết chưa? Và tiếng Việt nhé. Nguyễn Thị Lê nhé. Gần tên thật này. Tên đèn này không phải tên đèo nữa. Cái chỗ này này, Lê này, Nguyễn Thị Lê đúng chưa? Cái chỗ tên đệm chưa gắn lại. À, cái này tại chỗ này. Nó đang ngoài này. Ở đây có một vòng nạp em cho lên đây được. Đồng 1 này. Và chỗ này các em cho tổng quát được, không cần ít nữa. Ví dụ sao nó có khoảng, nếu nó chỉ có mà 3 từ luôn thì chạy từ 1 cho đến 2 vẫn đúng. Đúng không? Từ đến 1 mà. Tổng quát luôn, không phải gắn ít với 1. Nó cản lốt này. Về rồi. Chuẩn hóa này. Nò này, nò văn tốt tất cả lốt. Ok rồi. Được chưa các em?